Anh có thể đọc. Mở ra đọc đi em trai. Vậy thôi anh xin phép mở nhé. Một món quà bỏ trong hộp diêm hả? Gì đó? Đọc đi. Cho đọc ké với gì vậy trời. Những đứa yêu anh cứ để em lo. Anh đọc kỳ quá hả? Thấy chưa? Đọc kỳ. Anh chỉ cần yêu em thôi. Những đứa yêu anh cứ để anh, cứ để em lo. Được rồi. Được rồi, làm gì đọc giống ta phải dồn tâm vô đi. Coi với. Đẹp không? Trời, làm cái... Đây nè, phải đọc từ ngoài vô tới trong. Đúng. Chứ không phải mình dở bên trong, mình muốn vô cái vô trong thì sao được. Thấy bề ra ngoài chứ. Đúng rồi. Đạo bên ngoài mới vô trong nè nè. Bên ngoài mới quan trọng nè. Anh chỉ cần yêu em thôi. À. Bắt đầu về, bây giờ dạo ngoài bắt đầu vô trong nè. Những đứa yêu anh cứ để em lo. À, cô này hay đó. Là tức sao? Là sao anh? Anh chỉ cần yêu em thôi. Ừ. Còn mấy đứa nào mà yêu anh á, để em lo. Là em xử nó. Em xử nó. Là xử sao bé? Bản lĩnh xử sao chuyện của anh ta. Có cái gì kêu chị? Dạ. Ừ. Chị bóng em ví dụ đó lắm. Em muốn vô giang hồ. Ê! Thôi. Đây nè. Thí dụ cô gái nói về rất là hay. Cô này rất là bản lĩnh. Bởi vì sao nếu như cô nói là anh chỉ cần yêu em, còn mọi thứ để em lo nó khác. Khác. Anh chỉ cần yêu em, còn mấy đứa mà yêu anh để em lo. Yên tâm. Yên tâm, đàn ông có quyền quen. Quen gì? Ừ. Ngoại giao thôi. Anh thì thứ bậy. Hay quá, cái quẹt này hay quá. Cái này là hay lắm nha em nha. Dạ, vâng. Ý tưởng hay đó. Đáng lẽ em là phải để mấy que diêm vô đây nữa. Hiểu không? Tức là nếu mà anh không ổn là em đốt nhà luôn. Ghê quá. Em bạo lực quá. Bạo lực quá. Rồi. Hay đó. Một ý tưởng rất hay về món quà này. Dễ thương. Mình nhìn nhau, nói chuyện nhau nè. Thôi bây giờ nè, đầu tiên hát cho nó sơm tụ cái đi. Hai đứa còn ngại ngùng quá à. Thằng trai hát trước đi, thằng trai. Mình chủ động đi. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho trọn vẹn tình chúng ta. Vì nơi đây này luôn có một con tim lại gắn bó cho em. Mời đàn gái. Một cuộc tình dịu dàng dành cho anh mãi mãi. Hạnh phúc có lúc với em thật lớn lao. Biết bao ngọt ngào ngồi bên nhau sẽ rất mong. Không ưu tư, không có bao phiền lo. Rồi một ngày dịu dàng là bình minh bước sang. Dùi mắt thức giấc thấy anh cười với em. Môi anh thì thầm rằng anh yêu em rất nhiều. Lòng lành trong sớm mai môi hồng khẽ cười. Nhìn thấy anh nắng ấm áp trong mắt em hiền hòa. Là điều hạnh phúc nhất trên thế gian dành cho em. Dù có những lúc sóng gió em vẫn luôn tươi cười. Nụ cười em lung linh ngàn hoa muôn sắc thơm. Có anh yêu em, tình yêu này luôn chân thành. Sao vậy anh? Bài hát rất là hay, hát rất ngọt ngào. Mình nhìn đối tượng bên đây, mình hát cho nó rụng, rụng tim luôn chứ. Đúng không? Nói chung là hai bạn hát rất là hay. Bạn gái vừa xinh mà vừa hát hay nữa. Bài hát rất là ý nghĩa nữa. Thôi vỗ tay cho hai bạn cái. Công nhận ha. Bé tên Thanh, cái gì cũng hợp hết. Nhìn cái vẻ đẹp thì thanh thoát, giọng hát thì nghe nó rất là lãnh lót, thanh cao. Em tên Thanh là đúng luôn á. Rồi rồi, bây giờ Yến Thanh, Thanh Hậu, hai đứa mình giao lưu đi. Thì em có thích đi du lịch hoặc là đi phượt ở đâu đó không? Hồi trước thì em thích đi phượt, nhưng mà bây giờ em chuyển qua em thích đi du lịch hơn. Anh thì khoảng thời gian trước á, anh rất là thích xách xe và anh đi những nơi mà anh muốn đi. Có thể như là Đà Lạt, hoặc là có thể là đi Vũng Tàu, hoặc có thể đi gần hơn cũng được. Có thể anh từ Biên Hòa chạy xuống Sài Gòn, anh chạy nguyên một vòng. Nếu mà em muốn thì sau này anh hy vọng là anh với em sẽ cùng đi cùng với nhau. Anh nói anh hút thuốc, ngày anh hút được mấy gói anh? 3-4 điếu thôi, ví dụ như buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều. Tại vì em bị dị ứng thuốc lá, em đã từng nhập viện vì thuốc lá rồi. Chỉ là nghe mùi thôi. Vậy thì anh sẽ không hút thuốc lá. Nếu mà ví dụ như hai mình có thể đến với nhau thì em muốn khoảng bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Tầm 1 năm thôi. 1 năm nữa.
cái tiền ai giữ? Sau khi cưới nhau thì anh tính như thế nào? Thì theo anh thực tế, anh thì cái của chung của gia đình mình mà để chung á, thì mình nên tích góp ra một để riêng. Và một cái nhu cầu riêng của từng người thì từng người đó sẽ xử. Cái đó quỷ đen em trích ra cho anh được mà. Mà hỏi luôn, anh có quỷ đen không? À, nếu mà anh nói vậy là chắc có rồi đó chị, dễ gì. Vậy thì mẹ lên. Nói chung thì anh sẽ vẫn sẽ giữ một cái chút gì đó riêng cái, cho cái chút đó em đưa cho anh được mà, đâu cần anh giữ đâu. Đúng. Tự nhiên quỷ chi. Ví dụ ngày đó anh cần bao nhiêu, anh cần làm gì đó, em đi dư luôn cũng được nữa. Đưa hết luôn. Em giữ luôn. Mình có bách vật mà sợ gì. Thôi thì em cứ giữ hết đi. Nói chung là bên đàn trai tao bối rối thôi mà. Một tuần thì anh có thể dành thời gian cho em là ví dụ như đi xuống thăm em. Trước mắt là chủ nhật nào anh cũng sẽ có thể sẽ xuống. Và những ngày anh về sớm thì anh sẽ đi xuống em luôn. Về sớm qua là mấy giờ anh? Tầm 5 giờ, 5 tới 6 giờ. 5 giờ, 6 giờ từ Biên Hòa chạy lên Sài Gòn chắc 1 tiếng vậy. Dạ, tầm 1 tiếng ạ. Chạy lên gặp cái 5 phút về em đi ngủ. Tôi có người yêu đẹp vậy tôi dọn nhà lên gần đó luôn. Đúng rồi, thiệt á, mà giữ chứ. Khỏi đi cho nó mệt. Rồi, nãy giờ là hai bạn trao đổi nhau, nhìn nhau rồi. Bây giờ hai bạn nói cảm nhận về nhau, sau đó mình sẽ làm một cái giai đoạn hết sức là quan trọng là bấm nút. Mạnh mẽ lên em trai. Nhìn em thì rất là xinh và thanh tú. Nói chung là có một cái nét nào đó gọi là rất là hiền dịu. Anh thì đó là đúng là một cái mẫu người lý tưởng mà anh cũng đang tìm kiếm. Thì nếu mà em đã nói em thích hát thì sau này cũng sẽ đàn cho em hát luôn. Tất cả những câu trả lời của cô gái nó sẽ thể hiện bằng nút bấm. Các bạn có thời gian hiểu nhau rồi. Chúng ta không nên làm khác với trái tim của mình. Trái tim mình mách bảo sao mình cứ làm như vậy. 3 2 1. Hết thời gian. Yeah. Chúc mừng em. Cảm ơn hai bạn. Trời ơi, đẹp đôi quá nào. Nè, anh rất lo, anh chỉ sợ cô gái không bấm thôi. Em còn hơi rụt rè đó. Mạnh mẽ lên, có thấy mẹ em không? Mẹ em đây một người phụ nữ rất là năng động luôn. Học mẹ nhiều hơn nữa. Cô gái này là hơi bị bản lĩnh đó nha cưng. Dạ. Nói với mẹ là mẹ cho phép tụi con và hỗ trợ tụi con để tụi con có thể tiến xa hơn. Nói đi. Dạ mẹ, thì sau này con hy vọng mẹ sẽ luôn yêu thương và cố gắng hỗ trợ cho con với em. À, mẹ cũng đồng ý rồi. Cảm ơn hai MC đã giúp đỡ cho hai cháu đến với nhau. Rồi mẹ sẵn sàng và đồng ý hai đứa con. Dạ, là cảm ơn tất cả chương trình. Anh gái nè, anh biết vẫn còn một chút trăn trở đối với em, tạo điều kiện cho anh ấy nha. Em trai coi vậy chứ hiền, gặp gái đẹp là run rẩy trên. Những chiếc vé xem phim vô cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Dạ. Vẫn nắm tay nhau, đừng buông tay nhau. Khi đã bấm nút, chúng ta đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Và chúng ta phải chứng minh bằng một nụ hôn. Nào, mạnh mẽ lên, bắt đầu. Chờ xin phép nha.